Đó đây. Cao ông lịch lạc. Đó. Cao ông lịch lạc. Cao luôn mình hộp luôn. Lịch lạc, lịch lạc, cho lịch lạc. Này cái gì vậy? Cái nước, nước, nước. Ông nói. Được rồi. Hết rồi. Đây rồi. Ôi, cái kia để cho chúng mình ít đi. Thôi đây, mọi người thông cảm, còn mấy nhà kia để cho mấy ít đi. Để cho con ba con cảm nữa. Rồi, đi. Đến đây hết rồi. Anh em họ đến đây hết rồi. Khởi đi. Đâu nhà nào trôi mất nhà? Thôi còn mấy giờ còn một tí đi gì đó phát nốt đi.
Anh Dũng ơi, ngồi đấy để chờ tôi giết. Cái đà đấy chứ còn nó qua nữa thì họ đi. Đọt đâu mình ngồi đây mình đi đọt đâu. Đọt sao đứng đây nữa rồi. Nha. Đấy. Đây này có đây với nhà anh chị là tan hoang hơn đúng không? Thì em hỗ trợ anh chị mấy triệu đúng không? Mấy đứa em mua lại đồ nhá. Chị thì sớm cuộc sống nha, mấy em mua đồ linh tinh. Dạ, em cảm ơn em. 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 Dạ, em đi. Bà con bình an nha. Đi à, đi à, đi. Mời ra, mời ra. Rồi. Cho 2 triệu. Đây, đây cú này. Rồi, cú này. Cú đây. Đây cú đi đây. Đây chú. Chú cho hỗ trợ đó 5 triệu đi học nhé, chú học nhá. Giờ hết vở. Chú học hết vở nhá. Đừng để cho chú. Đi. Gặp hết rồi chú. Rút lối ra ăn nhà nó kêu mày. Họ đi về nó tin. Chào ông nhá. Có đường đường được, cho tôi. Thôi 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 thôi. Nhà chú này. Nhà chú này mất hết rồi. Ôi đi đừng mở ra, đừng mở cái này ra nó tóc cái nữa. Được, được, được. Đưa lại đừng ngó đi ông nữa đâu. Cô nhá cửa đó nữa. Dạ con hỗ trợ chú ơi, dạ. Mai kia nước nó rút vài dăm bữa nửa tháng nó rút thì chú ơi, mua đồ dùng chú nhá. Dạ, con cảm ơn chú. Thái bắt tay gia đình. Dạ, cảm ơn cảm chú. Dạ. Ít lòng nhiều chú nhá. Chú đóng ơi, để ra em không có à. Có luôn không? Đường bé này thực đáng đi được. Con hỗ trợ cho chú 5 triệu mua. Cảm ơn. Đây chú là có vợ cô là đang vừa mổ tim. Thế là chú ấy đang khó khăn. Thế là con chúc chú sức khỏe, chúc chú sức khỏe bình an nhá. Rồi rồi rồi, con chia đi đằng sau đi rồi lấy củ nữa.